Hệ thống sông ở Bắc Cực biến thành màu đỏ máu khi 20,0 tấn dầu diesel tràn ra môi trường sau sự cố vỡ bể chứa tại một nhà máy nhiệt điện ở Norilsk, Nga. Norilsk là thành phố hẻo lánh ở miền Bắc nước Nga, chỉ cách vành đai Bắc Cực 180 dặm. Các nhà hoạt động môi trường lo ngại dầu tràn sẽ chảy ra biển Bắc Cực và ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu bảo tồn thiên nhiên Great Arctic Sea-Tech Nature Reserve. Hiện chính phủ Nga đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với thảm họa môi trường này. Ha ha ha, 问什么的说呵。